chuyển từ Bãi Hương sang Bãi Nằng là khoảng tốn 30 phút. Và bây giờ chúng tôi đang ở Bãi Nằng của Cô Lô Chàm. Chúng tôi là một rừng, khu rừng nguyên sinh. Và phía sau là một bãi nằng. Sau đây thì đoàn của chúng tôi sẽ đến đảo san hô để ngắm nó. Và khi mà đến đó thì không nên đạp lên những cái san hô đó để bảo vệ. Bãi không đẹp nhưng mà do năm này là rất là nhiều rong mơ. Dạ. Đu bụng hả? Có bánh mì hỗ trợ đó con. Bánh mì và nước lọc. Đi quay phim đã một chùm. Quá đẹp, quá tuyệt vời luôn. Từ. Cái kính của bé em em. Con mang vô thử cho bé quên. Cô Lô Chàm vào lần sớm nhất.